Xin chào anh em, giới thiệu với anh em cây guitar classic Nhật Kawai, được thanh lý với giá rất là rẻ nha anh em nha. Đây là cây Kawai No GT53 Hamamatsu da băng nha anh em nha. Lát quay cái tem cho anh em coi. Đời cổ lâu đời rồi anh em. Và Kawai với Yamaha, Abiwood là những thương hiệu Nhật đó nè, Xenon nữa là những thương hiệu Nhật nhiều lắm. Nhật nhiều là hàng thương hiệu Kawai này rất là phổ biến luôn nè. Chơi đàn Nhật nhiều cái anh em rành thương hiệu này. Và dòng đàn này thường chỉ sản xuất tại Nhật thôi nè, thường chỉ sản xuất tại Nhật thôi. Những cái này nó lâu đời lắm rồi, mấy chục tuổi, lớn tuổi mình nữa anh em coi. Tổng quan cây đàn nó còn rất là đẹp anh em thấy không? Rất là đẹp, nó bị chày xước nha anh em nha. Xước nè, xước nhẹ nhẹ thôi nè. Còn lại là đẹp nha, nhìn tổng quan nó cũng là đẹp, eo nó cũng đẹp anh em. Lưng cũng đẹp luôn nè, lưng đẹp cực kỳ đẹp luôn anh em thấy không? Đó. Quá trời đẹp, một cái đàn chất lượng như vậy. Giá mình đang bán là 1.400.000 nha anh em. 1.400.000. Cần phím action thì mình canh về ở mức chuẩn rồi nha anh em nha. Này được đưa về mức chuẩn rồi, này mình đã hạ rồi nha, đã xử lý và hạ rồi để cho nó về được mức chuẩn, mình chơi cho nó êm tay nè. Ngoại hình đàn thì nó đẹp, bình thường thì nó cao tiền nè, bình thường nó cao nhiều phải 2.000.000 mấy, nó đẹp như vậy thì giá nó cao tiền nha. Cây này thì rẻ thôi, 1.400.000 để anh em mình tập luyện vui chơi giải trí, chơi lâu dài nha. Chất lượng thì ngon lành hoàn toàn, giá rẻ. Mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi tổng quan cây đàn thôi nha. Đó. Rồi, mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Đây là tem của đàn nha anh em nha. Tem cổ hồi xưa luôn anh em. Kawai No GT53. Ở dưới là Kawai Music gì đó, chấm 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 gì đó anh em. Hamamatsu da băng. Đàn lâu năm rồi nha anh em nha, mấy chục tuổi rồi. Rồi, anh em coi gần nè. Mặt tớp đàn đẹp nha anh em nha, nhiều chục năm mà mặt tớp nó còn vậy là quá đẹp. Nè. Xước chày miếng này nè, đó, chày miếng nha, ở đây. Ok, eo đàn đây. Hai bên eo. Lưng gỗ rất là đẹp anh em thấy không? Gỗ rất là đẹp luôn. Trần đẹp luôn anh em, trần đẹp luôn nha. Khóa zin của đàn luôn, Kawai. Đó, ngon lành hết. Đây, đo các sành cho anh em coi, dây số 1 nè. Đó, chuẩn nha anh em nha. Dây 6 vậy nè. Đẹp luôn. Chuẩn. Ok, rồi mình test cần phím cho anh em coi. Cần phím ngon lành nha anh em, không rè tẹt, không lỗi, không hư hỏng phím nào nha. Mình rải vài hợp âm để anh em nghe cảm nhận cái âm mộc của đàn nha, tiếng nó rất là ấm luôn nè. Chất lượng tốt, ngoại hình đẹp, giá rẻ nha anh em nha, 1.400.000 thôi anh em. Thông tin cửa hàng và số điện thoại để phần tiêu đề và phần mô tả. Anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.